tôi tài xế rải đầy mai đó đi khắp muôn nơi. Lúc ở miền Nam mai ra miền Bắc xe bon bon trên xe khách xe đò taxi xe buýt xe nào cũng có tôi. Tay ôm chiếc vô lăng chân đạp ga đạp hăng lái xe an toàn. Để tôi tài xế ngồi hoài trên ghế đưa khách đi muôn nơi, đi tới đi lui năm năm tháng tháng ít khi về thăm nhà. Mà xa hay hơn người yêu thầm trách cho nghề của tôi, nhưng thấy vui vui sẽ có người lại thì buồn lắm nhờ. Lòng khách đến nhiều lòng khách đi, bác tài tôi lái xe rất là vui, đâu có gian nan nhưng lòng không nắng, tiền không được mấy tình thì bao la. Nghe tôi tài xế ngồi hoài trên ghế đi khắp muôn nơi, dù tình dễ thương cả làng hết biết và luôn thật thà. Đi đến nơi ai cũng thương, vui tính dễ thương, việc danh tài xế bắt tài là tôi đây.